Thank you.
tôi nghe mình đã nhìn sai. Nhưng thế ơi, sao chiếc váy mà tôi đã trao tặng nàng dư thế rằng em dâu tôi quá phũ phàng. Nếu lỡ mai này ai kia xa lánh em rồi thì đừng cố giữ như xa anh vậy thôi.
một người mà ta rất thương, nhớ từng kỷ niệm trong xưa.
là tất.